Chim cảnh đặc biệt xin chào tất cả các bạn. Và đây mình xin giới thiệu với các bạn mẫu lồng cô gái quả đào cửa rồng Nan Thưa, rất là đẹp, độc đáo, làm theo dáng xưa Hà Nội. Và điều đầu tiên chúng ta cảm nhận thấy đó là một con rồng nó rất thích, rất là ngẫu hứng, rất là tự nhiên. Và con rồng này nó làm bằng cái thân tre luôn nhá, thân tre luôn chứ không phải là gốc tre đâu, đây là một cái thân tre họ chế tác cho mình hoàn toàn một cách tự nhiên. Rất là đẹp, độ bền rất là cao, móc gỗ các bạn đang nhìn thấy ở đây. Thì giá chiếc lồng này với giá là 1.600.000. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt nhé, theo số điện thoại 0944 114 410. Mình đang ở 274 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Các bạn có thể xem thêm trên Facebook Chim Cảnh Đất Việt hoặc là fanpage Chim Cảnh Đất Việt, hoặc đăng ký thành viên kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube để cập nhật nhanh nhất video mà mình sẽ đăng lên. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào các bạn.